chuyên mục Dòng Cảm Xúc. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 1982, 20 tháng 11 2017, trong chuyên mục Dòng Cảm Xúc tháng này, chúng tôi xin chuyển đến quý vị những trang viết đầy ắp tình yêu thương, sự kính trọng của các học trò khiếm thị dành riêng gửi tặng những thầy cô đã từng dìu dắt, vun trồng cho bao thế hệ học sinh khiếm thị thành công như hôm nay. Mở đầu trong chuyên mục này, xin mời quý vị đón nghe bài viết Nguyễn Văn Tố, nơi ươm mầm tình yêu thương, của tác giả Nguyễn Thảo Đan, hội viên Hội Người Mù quận Đống Đa. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nhanh quá! Mới đó thôi mà giờ tôi đã là học sinh lớp 12 rồi. Nghĩ đến việc mình sắp kết thúc quãng đời học sinh mà sao cứ cảm thấy luyến tiếc lạ lùng. Một ngày mưa bão không phải tới trường, tôi cũng đã hoàn thành xong các bài tập được giao và không phải bận tâm gì nữa. Tôi dành thời gian ngồi yên lặng và tìm câu trả lời cho câu hỏi: điều hạnh phúc nhất trong quãng đời học sinh của mình là gì? Ồ, nhận ra thì mình cũng làm được nhiều việc đó chứ. Đi thi văn nghệ này, tham gia công tác đoàn này, cố gắng đạt học sinh giỏi này. Nhưng hình như những điều đó chưa đủ làm tôi hạnh phúc. À, tôi nghĩ ra rồi, tôi được học tập và rèn luyện trong mái trường Nguyễn Văn Tố, nơi mà từ cấp thầy cô đến với các bạn học sinh, ai cũng coi tình yêu thương là tài sản lớn nhất mà con người ta có. Và tôi hàng ngày chung tay góp phần ươm mầm và lan tỏa tài sản cao quý ấy, không hạnh phúc sao được. Ngày đầu tiên bước vào mái trường đặc biệt này, tôi thấy lạ và bỡ ngỡ lắm. Không bỡ ngỡ sao được, nhất là khi nhận ra mình đi học muộn mất 2 tuần. Hẳn là những 2 tuần cơ đấy, xấu hổ quá đi. Tôi sợ lắm, cứ nghĩ thể nào cũng sẽ bị mắng té tát cho coi. Nhưng tôi đã thật sự bất ngờ và xúc động. Không một lời trách móc, mà ngược lại tôi được các thầy cô an ủi vỗ về và chỉ dẫn tận tình. Tới khi nhận lớp, được gặp các bạn mới, ai nấy đều thân thiện, dễ gần và rất chu đáo. Tôi đã cảm nhận được rằng mình đang được học tập dưới mái trường đầy tình yêu thương. Quãng thời gian sau đó của tôi dưới mái trường này thật đẹp với thật nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Có những hôm đi học muộn, các thầy cô không hề la mắng hay khiển trách. Nghĩ lại mà thấy mình có lỗi quá, rồi cả cái cách học đặc biệt ở đây nữa, học môn gì là học nguyên buổi môn đó thôi. Nhờ vậy mà các thầy cô có thể truyền tải kiến thức cho học sinh một cách đầy đủ, kỹ lưỡng nhất. Học sinh cứ thoải mái hỏi, nếu có chỗ nào không hiểu, các thầy cô luôn sẵn sàng giải đáp tận tình. Tôi nhớ cả những buổi học mà cô trò tận dụng quãng thời gian giải lao hoặc chút ít thời gian còn lại sau bài học để cùng nhau hát, cùng nhau chia sẻ về gia đình, công việc, sở thích, ước mơ thật đầm ấm và vui vẻ, làm tăng thêm tình cảm giữa cô và trò, giữa các bạn trong lớp với nhau. Tôi đã nhận được thật nhiều tình thương từ mái trường thân yêu này. Nhận được tình yêu thương là điều hạnh phúc, nhưng sẽ còn hạnh phúc hơn khi tình yêu thương được lan tỏa đến mọi người. Ở trường Nguyễn Văn Tố, các thầy cô và các bạn luôn cố gắng lan tỏa tình yêu thương, sự thông cảm, lòng vị tha đến tất cả các thành viên của gia đình Nguyễn Văn Tố và lan tỏa tới cộng đồng. Tôi vui vì mình cũng có thể góp một phần nhỏ bé vào công việc cao quý đó. Những giờ ra chơi của chúng tôi, thay vì chạy nhảy, đánh nhau, cãi lộn, chúng tôi dành thời gian để hỏi thăm nhau, giúp đỡ nhau học bài và chia sẻ buồn vui cùng nhau. Mỗi khi một thành viên nào đó ốm, tất cả mọi người đều lo lắng, hỏi thăm sát sao. Ai cũng cảm thấy mình được yêu thương và ai cũng đều cảm thấy mình
cần phải yêu thương người khác. Ai đó đã nói rằng, ở đâu có tình thương, ở đó có hạnh phúc, và mái trường Nguyễn Văn Tố là một nơi hạnh phúc. 3 năm, quãng thời gian không quá dài, nhưng cũng đủ cho tôi nhớ và yêu mái trường này. Tôi tự hào là học sinh của trường Nguyễn Văn Tố, là thành viên của ngôi nhà chung yêu thương Nguyễn Văn Tố. Cái kết hoàn hảo cho quãng đời học sinh hồn nhiên, trong sáng với biết bao kỷ niệm. Nhớ thật nhiều và cũng yêu nhiều lắm. Nguyễn Văn Tố ơi! Nguyễn Thảo Đan. Kính thưa quý vị và các bạn, tiếp theo dòng cảm xúc của em Nguyễn Thảo Đan, ban biên tập chúng tôi xin gửi đến quý vị những vần thơ viết về mái trường Nguyễn Văn Tố của tác giả Nguyễn Nhật Tiến, hội viên Hội Người Mù huyện Sóc Sơn. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Nhớ mái trường xưa. Trung tâm giáo dục thường xuyên, mái trường thân thiện, chúng em học hành, quyết tâm học giỏi trưởng thành, đạt nhiều điểm tốt như nhành hoa xuân. Thầy cô giảng dạy ân cần, bao nhiêu kiến thức lớn dần trong em. Mai này em sẽ lớn lên như chim đủ cánh bay trên bầu trời. Gương thầy cô mãi sáng ngời, in trong tâm trí suốt đời chúng em. Bao kỷ niệm đẹp không quên, trường Nguyễn Văn Tố, nơi em trưởng thành. Sóc Sơn, ngày 16 tháng 9 năm 2017. Nguyễn Nhật Tiến.